Wow, các bạn ơi, mình tìm thấy bộ xe đồ chơi đẹp quá này. Có xe bồn trộn bê tông này, các bạn ơi. Wow, đây là bộ đồ chơi xe công trình các bạn ạ. Wow, mình đi tìm tiếp rồi. Ui, đây có bộ đồ chơi có ô tô của siêu nhân này các bạn ơi. Đó. Ui, đây có bộ đồ chơi xe công trình có cả cần cẩu kìa các bạn ơi. Có xe bồn trộn bê tông này, xe tải chở cát này. Ui, bộ đồ chơi này rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Có cả cần cẩu luôn nhá. Bộ đồ chơi này rất là mới, có xe môi trường này các bạn ơi. Đây là bộ đồ chơi xe môi trường. Wow, ở bên này còn rất là nhiều bộ đồ chơi này các bạn ơi. Ở đây có hai chiếc xe xúc lật này, có cả xe tải nha. Đó. Ui, đây có bộ đồ chơi này mới đẹp này các bạn ơi. Bộ đồ chơi này, bộ đồ chơi xe công trình có cả xe tải kìa. Wow, có cả máy bay và xe bíp nữa kìa các bạn ơi. Bộ đồ chơi này rất là mới luôn. Wow, ở trên cây này còn một bộ đồ chơi xe công trình như sau ấy các bạn ạ. Đúng rồi, đây là một bộ xe đồ chơi công trình, xe của Robby ấy. Có cả xe máy xúc kìa các bạn ơi. Đó, có cả xe lưu đường luôn đấy các bạn ạ. Đó, bộ đồ chơi này rất là mới luôn. Wow, ở bên này còn rất là nhiều này các bạn ơi. Đây là một chiếc máy bay chở khách điều khiển nhá. Ơi, các bạn ơi, bên này còn rất là nhiều bộ đồ chơi này. Ui, một chiếc máy xúc cát điều khiển bằng vô lăng đó các bạn ạ. Hay chưa? Đây là một chiếc máy xúc cát điều khiển hai chiều này các bạn ơi. Wow, bên này còn đây có một chiếc xe đua vượt địa hình này các bạn ơi. Có hai chiếc xe đua vượt địa hình luôn đấy các bạn ạ. Đây là Lamborghini điều khiển bằng vô lăng này các bạn ơi, hay chưa? Wow, bên này có một chiếc xe ô tô 3D điều khiển bằng vô lăng đẹp chưa này các bạn ơi. Đó, rất là ngầu và đẹp luôn. Đó. Wow, đây có bộ đồ chơi xe cứu hỏa có cả xe máy kìa các bạn ơi. Ồ, bộ đồ chơi này rất là ngầu luôn các bạn ạ. Đó, ở đây thôi các bạn ơi, đây là bộ đồ chơi xe cứu hỏa nha. Rồi mình xem có bộ đồ chơi. Ui, đây là siêu nhân biến hình thành xe cần cẩu này các bạn ơi. Đó. Rồi mình sang bên em tìm được. Ui, cha cha. Có rất là nhiều xe máy xúc các bạn ạ. Đó. Rất là nhiều xe, các bạn xe bồn kìa các bạn ơi. Wow, bây giờ mình sẽ chơi từng chiếc một thôi. Đầu tiên là một bạn xe bồn trộn bê tông, máy xúc cát này. Ôi, xe cần cẩu múc cát cảnh sát này. Xe tải ben này, máy xúc cát khủng long này. Ôi, xe bồn này, máy xúc cát này. Đó, xe cần cẩu cứu hộ này. Xe cần cẩu móc này. Ôi, xe bồn trộn bê tông này, xe bồn này. Wow, xe bồn trộn bê tông to, xe cần cẩu móc này. Xe bồn này. Wow, đây bộ đồ chơi này mình ngầu này các bạn ơi. Bộ đồ chơi này có rất là nhiều xe ô tô của siêu nhân luôn. Đó, có cả cái chiêng này các bạn ơi, bộ đồ chơi này rất là mới luôn nhá. Ok, bây giờ mình sẽ lấy một chiếc xe này để chơi thôi. Đây là xe của siêu nhân người rơi các bạn ạ. Đó. Luôn 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 luôn. Xe này chạy rất là tốc độ đấy các bạn ạ. Luôn 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 luôn. Bé nhưng mà rất là hay luôn nhá. Luôn 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 luôn. Wow, giúp vào xe to này các bạn ơi. Đó, chúng ta còn rất là nhiều xe nhá. Đây là một chiếc xe ô tô của siêu nhân người nhện các bạn nhá. Đó, một chiếc xe ô tô của siêu nhân người nhện rất là ngầu đẳng cấp luôn. Ui, 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 ui. Wow, chúng ta có xe bồn chở nước tưới cây này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe bồn chở nước tưới cây nhá. Đó, rất là hay luôn. Xe này là xe bồn chở nước tưới cây đó các bạn ạ. Wow, rất là ngầu luôn. Đây là xe cần cẩu móc đầu khủng long bạo chúa đấy các bạn ơi. Chiếc xe này rất là to và đẹp luôn. Luôn luôn. Đây là xe bồn chở bê tông siêu to khổng lồ các bạn nhá. Đó, bồn quay rất là to luôn. Luôn 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 luôn. Luôn 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 luôn. Đó, con nghe chưa? Đây, chúng ta còn một chiếc xe cần cẩu rất là to đây. Đây là một chiếc xe cần cẩu màu xanh các bạn nhá. 3696. Đó, chiếc xe này rất đẹp luôn, mình rất là thích chiếc xe cần cẩu ấy luôn. Đó, ok nào, bây giờ mình sẽ cẩu một chiếc xe máy xúc cát lên cao luôn. Các bạn thấy ngầu không? Lên cao luôn đó, hay chưa hay chưa? Lên đỉnh cây ngọn cây luôn. Rồi mình ở đây cho các bạn ơi. Đó, đây là xe bồn trộn bê tông siêu to khổng lồ. Đó, chúng ta còn xe gì đây? Đây là xe cần cẩu cứu hộ siêu to bự nhá các nhà. Xe này rất là đẹp luôn. Các bạn ạ, đó có cái móc này. Đó, chiếc xe này rất là to luôn đấy các bạn ơi. Hay lắm nha. Rồi mình chạy thử luôn nào. Nun 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 nun. Ở đây là con khủng long này các bạn ơi, một con khủng long nhá. Và đây là một khẩu súng khủng long các bạn ơi. Đây là khẩu súng của khủng long đấy. Wow, rất là ngầu, đẳng cấp băng 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 băng. Đây là một chiếc xe bồn chở bê tông vô lăng các bạn ạ. Wow wow. Ở đây chúng ta có bộ đồ chơi siêu nhân biến hình thành ô tô bay này các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Đó, rất là hay luôn nha. Bộ đồ chơi siêu nhân biến hình. Ui, ở đây bên này có bộ đồ chơi này ngầu này các bạn ơi. Bộ đồ chơi này có 9 chiếc xe luôn đấy các bạn ạ. 9 chiếc xe công trình rất là đẹp luôn. Đó, có cả xe bồn chở bê tông và xe bồn này. Ó, hay chưa hay chưa. Đây là xe bồn chở bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Nào, bây giờ mình sẽ chạy thử luôn nha. Luôn 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 luôn. Đó, đây là một chiếc xe container chở cá mập này các bạn ơi. Đó, xe container chở cá mập rất là ngầu luôn.
Rồi tiếp tục đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát nhá. Đó, xe ô tô cảnh sát rất là to luôn đấy các bạn ạ. Nó ngay trước các bạn ạ. Máy quay rất là tốt luôn đấy các bạn ơi. Rồi bây giờ vào trong vườn mình tìm xe đồ chơi xịn để chơi thôi các bạn ơi. Đó, trong vườn mình rất là nhiều xe đồ chơi đẹp này các bạn ơi. Đầu tiên là một chiếc xe tải này. Wow, một chiếc xe tải rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, một chiếc xe tải rất là mới luôn. Đó, rất là xịn xò luôn. Chở một chiếc máy xúc cát này. Có cái cần màu đen đấy các bạn ạ. Đây là cái thùng để xăng dầu nha. Đó, hay chưa các bạn ơi. Đó, rất là hay luôn. Đó, một chiếc xe tải rất là đẹp luôn. Mình rất là thích luôn. Đó, một chiếc xe tải chở máy xúc cát này rất là đẹp. Ok, mình ở đây nha. Vậy là chúng ta có rất là nhiều xe luôn. Rồi, ok. Nào, chúng ta khám phá. Ui, đây là một chiếc xe tải. À, xe tải chở một chiếc xe xúc lật các bạn ơi. Đây là một chiếc xe xúc lật rất là đẹp luôn nha. Đó, rất là hay luôn. Rồi tiếp tục, đây là một chiếc xe tải quân sự các bạn nhá. Đó, một chiếc xe tải quân sự rất là đẹp luôn. Đó, hay chưa? Rồi chúng ta có một chiếc xe dưới đây các bạn ơi. Đây là một chiếc xe máy xúc cát này. Đó, một chiếc xe máy xúc cát rất là đẹp luôn. Đó. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ chạy lên xe tải thôi. Ui luôn, nó hay chưa? Nào, chúng ta có những bộ đồ chơi câu cá này các bạn ơi. Con tôm này. Đó, có cả cái cần câu cá luôn đấy các bạn ạ. Bộ đồ chơi câu cá này rất là đẹp và mới luôn đấy các bạn ơi. Đó, hay chưa, hay chưa? Đó, rất là ngầu luôn. Các bạn có thích bộ đồ chơi câu cá này không? Mình rất thích luôn. À, đây có bộ đồ chơi câu cá nữa các bạn ơi. Vậy là hôm nay chúng ta có rất là nhiều bộ đồ chơi câu cá rất là đẹp luôn đó các bạn ơi. Hay chưa? Các bạn có thích bộ đồ chơi câu cá này không? Wow, bên này còn rất là nhiều bộ đồ chơi mới rất đẹp. Đây là một chiếc xe tải chở xe xúc lật này các bạn ơi. Đó, xe tải chở xe xúc lật rất là đẹp luôn nha. Rất là hay luôn. Đó, các bạn thấy ngáo. Ui, đây có một bộ đồ chơi này xịn xò này các bạn ơi. Bộ đồ chơi câu cá có con cua kìa. Đó, con cua đấy các bạn ạ. Rất là hay và đẳng cấp luôn nha. Quá là xịn xò luôn. Đó, rồi ok. Ui, đây có một chiếc xe tải chở rất là nhiều các con vật này. Đây là con tôm này các bạn ơi. Đó, đây là cái bộ đồ chơi câu cá có hai cái cần luôn. Quá là mới và đẹp luôn. Có con rùa kìa các bạn ơi. Đó, hay chưa, hay chưa? Wow, đây có một chiếc xe tải chở trái cây các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tải chở trái cây nha. Bên trong chở quả chuối, quả nho đấy các bạn ơi. Đó, rất là hay luôn. Wow, ở đây có một chiếc xe container này. Ô, chở một con gà này các bạn ơi. À, hay chưa? Đây là một con gà trống này. Đó, rất là ngầu luôn. Wow, các bạn thấy không? Một chiếc xe container chở rất là nhiều xe đồ chơi luôn. Xe container chở xe tải nha. Đó, người khổng lồ xanh này. Đó, một chiếc xe container siêu to khổng lồ. Một chở một chiếc xe, hai chiếc xe này, ba chiếc xe này, bốn chiếc xe, năm chiếc xe to luôn. Đó, năm chiếc xe tải siêu to khổng lồ các bạn ạ. Rồi bây giờ mình chạy thử luôn. Wow, hay chưa các bạn ơi, rất là ngầu luôn nha. Đây, đây là một chiếc xe máy xúc. Đây chúng ta có một chiếc xe tải hai tầng này các bạn ơi. Ở bên trong còn chở xe đồ chơi đấy, rất là hay luôn nha. Một chiếc xe container chở một chiếc xe container, hai chiếc xe container và một chiếc tàu siêu tốc độ này các bạn ơi. Đó, rất là hay luôn nha. Quá đẳng cấp luôn. Và đây nữa các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bồn chở nước tưới cây đấy các bạn ơi. Rất là ngầu luôn. Wow. Vậy là chúng ta có rất là nhiều xe nha. Đây là một chiếc xe bồn chở nước này các bạn ơi. À, xe bồn chở xăng dầu nha. Rất là đẹp luôn. Rồi ok. Đây là chúng ta đang điều khiển. Mình đang điều khiển một chiếc xe cần cẩu múc cát, điều khiển từ xa đấy các bạn ạ. Đó, mình đang điều khiển một chiếc xe máy xúc cát nha. Đó, xe máy xúc cát đây ấy, đang điều khiển xoay 360 độ, điều khiển ngang luôn đấy các bạn. Đó, rất là ngầu, đẳng cấp luôn. Các bạn thấy hay chưa? Wow. Đó, đây là xe bồn này. Một chiếc xe bồn chở xăng dầu các bạn ơi. Rồi chúng ta có xe gì đây? Đây là xe cần cẩu múc cát này các bạn ơi. Wow. Đây là xe container 95 các nhà. Wow, ở đây có nhiều xe đồ chơi đẹp quá này các bạn ơi. Rồi mình xin giới thiệu với các bạn từng chiếc xe một nha. Đó, một chiếc xe tải chở một thùng khủng long nha.
ở bên trong có một con khủng long luôn. Đó, rất là hay luôn đấy các bạn ạ. Đó, xe tải chở khủng long, ở bên trong chở một con khủng long và một quả trứng đấy các bạn ơi. Rất là ngáo luôn, nó hay chưa? Các bạn có thấy đẹp không? Wow, rất là đẹp luôn. Ui, nôn, 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 nôn. Wow. Nào, bây giờ mình giới thiệu các bạn, đây là một chiếc xe kéo này. Đó, kéo cái bồn chở xăng dầu đó các bạn ạ. Rất là hay luôn, nôn, 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 nôn. Đó, xe kéo, kéo bồn chở xăng dầu đó các bạn ơi. Rất là ngầu luôn. Nào, chạy thử luôn, nôn, 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 nôn. Rồi, đây là một chiếc xe tải chở ô tô này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe tải chở ô tô rất là đẹp luôn. Đó, hay chưa, hay chưa? Wow, xe tải chở ô tô màu vàng nha. Đó, mình quay một vòng cho các bạn cùng xem. Đó, hay chưa? Một chiếc xe ô tô màu vàng rất đẹp luôn, luôn luôn luôn. Đó, luôn 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 luôn. Lên xe luôn. Wow, chở đi chơi luôn. Luôn 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 luôn. Rồi, chúng ta có một chiếc xe tải này các bạn ơi. Một chiếc xe tải rất là đẹp nha. Đó, hay chưa? Một chiếc xe tải chở xi măng đặt. Đây là xe tải chở xi măng đặt nha. Đây là một chiếc xe xúc nạp đấy các bạn ạ. Ừ, rất là đẹp luôn. Luôn 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 luôn. Đó, hay chưa? Đóng nắp thùng rồi nào. Đó, đây là một chiếc xe tải chở trái cây này. Đó, hay chưa? Ở bên trong còn chở quả chuối, quả nho này các bạn ơi. Đó, rất là hay luôn nha. Mình rất là thích luôn đấy các bạn ạ. Luôn 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 luôn. Đó, luôn 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 luôn. Wow, chạy rất là bon luôn. Rồi, chúng ta còn một chiếc xe tải chở máy bay trực thăng này các bạn ơi. Đây là xe tải chở máy bay trực thăng rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Đó, rất là hay luôn nha. Đây là xe tải chở máy bay trực thăng cảnh sát đấy. Rất là ngầu luôn. Đó, hay chưa, hay chưa? Rồi, ok nào, mình chạy thử luôn nha. Luôn 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 luôn. Wow, chúng ta còn rất là nhiều xe này. Đây là một chiếc xe tải chở một chiếc xe xúc nạp này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe tải chở xe xúc nạp rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn thấy ngầu chưa? Đây là xe tải nha. Có xe tải này rất là đẹp luôn nha, chở một chiếc xe xúc nạp. Mình rất là thích chiếc xe xúc nạp này luôn, xúc cát, xúc đất này. Đó, xúc vật liệu xây dựng các bạn nha. Rất là hay luôn, luôn 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 luôn. Đó. Rồi, đóng nắp thùng nào. Đó, hay chưa các bạn ơi? Rất là hay luôn nha. Đó. Chạy thử luôn cho các bạn cùng xem. Luôn 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 luôn. Đó, rất là ngầu luôn. Rồi, ok, chúng ta còn một chiếc xe đây. Wow, ba chiếc xe khủng long luôn đấy các bạn ạ. Đầu tiên là xe lưng hàng khủng long này. Đó, một chiếc xe lưng hàng khủng long rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Tiếp tục một chiếc xe lưu đường khủng long này các bạn ơi. Đó, đây là xe cặp khủng long này các bạn ơi. Xe khủng long ba sừng đấy. Quá là hay luôn nha. Một chiếc xe cặp khủng long rất là đẹp luôn. Đó. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi thôi. Đây, chúng ta còn rất là nhiều xe này. Đây là một chiếc tàu chở ô tô này. Một chiếc tàu điện chở ô tô đấy. Các bạn ạ, rất là hay luôn, rất là đẳng cấp luôn nhé. Mình rất là thích luôn. Đó, hay chưa? Ô tô 95 này, có đời một chiếc xe ô tô đua 95 rất là ngầu luôn nhá. Luôn 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 luôn. Đó, hay chưa? Đây, chúng ta còn một chiếc xe 95 Milkway này. Đó, đây là xe container chở ô tô cảnh sát này. Đây là một chiếc ô tô cảnh sát rất là đẹp luôn nha. Luôn luôn xoay tròn luôn. Đẳng cấp chưa? Rồi, đây là một chiếc xe Milkway 95 rất là đẹp luôn. Luôn 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 luôn. Wow, đây là xe container đầu kéo container biến hình có nha. Một chiếc xe đầu kéo container biến hình có đèn có nhạc rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đó, xe container này rất là đẹp luôn nha. Luôn 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 luôn. Đó, đây là một chiếc xe tải chở một chiếc tàu điện này. Đó, một chiếc tàu điện siêu tốc độ nha. Rất là hay luôn đấy các bạn ơi. Nào, chạy thử luôn. Luôn 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 luôn. Đây, chúng ta có một chiếc xe tải màu vàng rất là đẹp này các bạn ơi. À, đẹp chưa? Đó, hay chưa, hay chưa? Đây là xe bíp này các bạn ơi. Đó, hay chưa? Luôn 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 luôn. Một chiếc xe bíp rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Đó.
Hay chưa? Wow. Đây chúng ta có những chiếc xe tải con sóc này các bạn ơi. Đây là xe tải con sóc con gái, mũi màu hồng kìa các bạn ơi. Đó, chiếc xe này rất là đẹp luôn. Đó, có cả lơ luôn à. Ba, đây là xe tải con trai các bạn nha. Rất là đẹp luôn, đó, bật đen luôn đấy các bạn ạ. Đó, ba chiếc xe tải này. Rất là đẹp luôn, xe tải con sóc này rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Có cả cái xẻng để xúc kìa, con này rất là ngầu luôn. Hay chưa, xúc nào. Đó, có cái cào cát này các bạn ơi. Cào lúa luôn, đó. Ở đây là ngôi sao này các bạn ơi. À, và đây là con cua này các bạn ơi. Đó, hay chưa, hay chưa. Rồi, ok nào. Bây giờ mình sẽ chơi trò chơi chạy xe nha. Bạn ơi, bạn chạy xe nào nào. Bạn ơi, bạn chạy xe bồn trộn bê tông cho mình xem coi. Luôn, 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 luôn. Bạn ơi, bạn chạy xe container cho mình xem coi. Luôn, 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 luôn. Ok nào, mời tất cả các bạn cùng chơi với chiếc xe đồ chơi này với mình nha. Ở đây có rất là nhiều xe rất đẹp này các bạn ơi. Đó, mình sẽ giới thiệu với các bạn từng chiếc xe một nhá. Đầu tiên là xe lân hàng này. Đây là một chiếc xe lân hàng nha. Luôn, 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 luôn. Pip, 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 pip. Đây là xe lửa các bạn nha. Một chiếc xe lửa rất là đẹp luôn các bạn ạ. Luôn, 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 luôn. Đó, đây là xe lân hàng tiếp này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe lân hàng lân này. Đó, hay chưa. Lân cả một chiếc xe container lên cao luôn này các bạn ạ. Rất là ngầu luôn. Đó, hay chưa các bạn ơi. Đó, hay chưa. Đó, chúng ta có cả xe lửa số 7 này các bạn ơi. Một chiếc xe lửa số 7 nha. Wow. Và đây chúng ta có xe container này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cứu hỏa các bạn nha. Một chiếc xe cứu hỏa rất là đẹp luôn các bạn. Luôn 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 luôn. Wow. Đây là xe ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Đó. Xe ô tô cảnh sát. Và chúng ta còn rất là nhiều xe. Một chiếc xe cứu thương rất là đẹp này các bạn ơi. Đó. Đây là xe tăng cỏ mắt này. Wow, một chiếc xe tải chở xe tải chở thú các bạn ạ. Rất là hay luôn nha. Pip 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 pip. Đây là xe tải chở thú rất là đẹp này các bạn ơi. Đó. Xe tải chở rất là nhiều khủng long và cá sấu nữa này các bạn ơi. Một chiếc xe tải rất là đẹp luôn, mình rất là thích chiếc xe tải luôn. Và mình chạy thử luôn nha. Pip 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 pip. Wow. Chạy rất là bon luôn. Và đây mình có một chiếc xe container này các bạn ơi. Pip 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 pip. Xe container chở xe kéo. Một chiếc xe tải chở rác nha. Đây là một chiếc xe tải dọn rác đấy các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Đó, hay chưa, hay chưa. Một chiếc xe tải dọn rác rất là mới. Rồi chúng ta có một chiếc xe tải chở máy xúc cát này các bạn ơi. Đó, rất là ngầu luôn. À. Một chiếc xe tải chở cát này có thể xoay được cần này các bạn ơi. Hay chưa. Rồi ok nào. Luôn 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 luôn. Pip 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 pip. Wow, chúng ta có một chiếc xe container chở hai chiếc xe máy xúc này các bạn ơi. Đó, hay chưa. Rất là ngầu luôn. Rồi, chúng ta còn rất là nhiều xe. Một chiếc xe container hoa hướng dương chở hai chiếc xe tải hai tầng này các bạn ơi. Đó. Đây là xe tải này các bạn ơi. Một chiếc xe tải hai tầng rất là đẹp luôn. Ở bên trong mình chở một chiếc xe đồ chơi nhé các bạn nha. Đó, mình mở cho các bạn xem nha. Wow, bên trong có một chiếc xe luôn đấy các bạn ạ. Ở bên trong có một chiếc xe xúc nạp này các bạn ơi. Rất là ngầu luôn. Đó. Rồi, ok. À, đây là xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. À, một chiếc xe tải kết hợp với cả xúc nạp này. Đang chở một chiếc xe bồn trộn bê tông đi qua. Xe container chở hai chiếc xe bồn luôn. Các bạn ơi. Pip 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 pip. Đây là xe bồn chở xăng dầu này các bạn ơi. Xe bồn trộn bê tông này. Đó, hay chưa các bạn ơi. Đây chúng ta có một chiếc xe container chở ba chiếc xe ô tô Multique 95 này. Đó, hay chưa, hay chưa. Xe 95 này đẹp nha. Ở đây có xe 95 nữa các bạn ơi. Xe 95 này rất là đẹp luôn. Luôn 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 luôn. Hay chưa, hay chưa.
Wow, chúng ta có một chiếc xe container đang chở ba chiếc xe cần cẩu múc cát điều khiển từ xa đó các bạn ạ. Nó rất là hay luôn nha. Ba chiếc xe cần cẩu múc cát điều khiển này rất là đẹp luôn. Mình rất là thích luôn đấy các bạn ạ. Đó hay chưa? Múc nào. Ok. Đó mình đang điều khiển múc nha, rất là ngầu luôn đấy các bạn ạ. Wow. Nào. Để chơi nào. Múc nha. Xoay tròn, xoay tròn cho bạn cùng xem nha. Đó. Xe cần cẩu múc cát điều khiển từ xa đấy, đẹp lắm các bạn ơi. Rất là ngầu và đẳng cấp luôn. Đó. Wow, các bạn thấy chiếc xe điều khiển này thế nào? Mình rất là thích chiếc xe điều khiển, máy xúc điều khiển luôn đấy các bạn ạ. Rất là ngầu luôn đó, các bạn nghe không? Là lên cần, là lên, là xuống này. Rất đẳng cấp luôn, mắt rồi. Xoay tròn, xoay 360 độ luôn đấy các bạn ạ. Rất là ngầu luôn, mình rất là thích luôn đấy các bạn ơi. Ok nào. Bây giờ của mình chơi với những xe container chở xe chở cá mập các bạn nha. Đó, xe container chở cá mập và chở máy xúc đấy các bạn ạ. Đó, rất là nhiều xe luôn. Rồi bây giờ của mình chơi với những chiếc xe này thôi nào. Đầu tiên là một chiếc xe container chở cá mập này các bạn ơi. Hai chiếc xe này, ba chiếc xe container chở cá mập này. Wow. À, xe container chở máy xúc này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe máy xúc chạy bằng pin các bạn nhá. Đó, một chiếc xe máy xúc cát chạy bằng pin rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Đó, rất là hay luôn. Đó, các bạn có thích không? Đó, như chưa? Wow. Đó, vừa đi vừa múc luôn đấy các bạn ơi, rất là hay luôn nhá. Rồi, bây giờ mình còn một và những chiếc xe container chở cá mập này. Wow, hay chưa? Đây là cá mập rất là đẹp đó các bạn ạ. Một con cá mập sống ở dưới nước nha. Mà hôm nay nó sao? Một con cá mập, xe container chở cá mập đấy các bạn ơi. Đây là một con cá mập rất là đẹp luôn. Mình rất là thích luôn. Wow, các bạn thấy chạy tiếp chưa? Đó. Và đây là một chiếc xe container chở một con cá mập nữa các bạn. Đó. Cá mập này chạy bằng pin các bạn nha. Rồi, tiếp tục một chiếc xe container chở một con cá mập màu xanh này. Đó, đẹp chưa? Và chúng ta có một chiếc xe tải chở một con cá mập có rất là nhiều xanh này các bạn. Rất là ngầu luôn. Đó, đẹp chưa? Đó, hay chưa, hay chưa? Đây là một con cá mập có rất là nhiều xanh này các bạn. Đó, ghê không? Nhưng mà rất là ngầu và đẹp luôn đấy các bạn ơi. Mình rất là thích con cá mập đó luôn. Wow. Rất là hay luôn. Đó, cá mập răng rất là ghê luôn nha. Wow. Vừa đi vừa cắn luôn. Cá mập giả, đây là cá mập giả các bạn nha. Cá mập chạy bằng pin đấy các bạn ạ. Vừa đi vừa ngoái đuôi ở ngầu không? Các bạn ngầu chưa? Wow, rất là đẹp luôn. Một con cá mập rất là đẹp luôn đó các bạn ạ. Mình rất là thích con cá mập này luôn. Ôi răng ghê vậy. Một con cá mập chạy bằng pin nha. Rất là hay luôn. Mình rất là thích luôn đó các bạn ơi. Ok. Vậy là chúng ta còn rất là nhiều các bạn ở video mới tiếp theo từ mình nha. Rồi xin chào các bạn ở video mới nha. Bye bye các bạn nha. Luôn đấy các bạn ạ. Toàn là xe tải thôi. Có cả xe container nước kia các bạn ơi. Nhiều xe xịn quá các bạn ạ. Wow, rất là nhiều xe tải chở ô tô này các bạn ơi. Đó, rất là ngầu luôn. Rất là nhiều xe xịn luôn đấy các bạn ạ. Đó, rất là nhiều xe đẹp luôn. Wow, rất là nhiều bộ đồ chơi mới kìa các bạn ơi. Wow, dưới đường này toàn là xe container xịn đấy các bạn ơi. Rất là nhiều xe đồ chơi rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Và bây giờ mình giới thiệu với các bạn một chiếc xe container này các bạn ơi. Đó, xịn chưa? Đang chở một chiếc xe tải chở trái cây đấy các bạn ạ. Quá là hay luôn nhá. Các bạn ơi, đây là xe container 95 và một chiếc xe tải chở trái cây này các bạn ơi. Đó.
Wow, hay chưa, các bạn ơi, hay chưa? Đây là một chiếc xe, wow, quả dâu tây các bạn ạ, đó. Đây là chùm nho, đó. Và đây là một quả chuối các bạn ạ. Đây là quả chuối nha. Đấy, quả chuối rơi này, quả chuối này các bạn ạ. Hay quá các bạn ạ. À, mình chạy thử luôn chiếc xe tải chở trái cây này cho mọi người xem luôn nha. Đó, động cơ mạnh chưa? Wow, rất hay luôn. Đó, hay quá các bạn ạ. Đó, rất là ngầu luôn, một chiếc xe tải chở trái cây rất là xịn luôn. Wow, bây giờ cùng mình chơi với những chiếc xe này thôi nào các bạn ơi. Wow, rất là nhiều xe đẹp luôn, một chiếc xe tải cảnh sát hai tầng luôn đấy các bạn ạ. Wow, chở một chiếc ô tô cảnh sát và một chiếc xe máy. Chở ba chiếc ô tô cảnh sát luôn. Hay quá các bạn ạ. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát nè. Ui, wow, một chiếc xe tải nữa các bạn ơi, xe tải cảnh sát này rất là đẹp luôn. Các bạn thấy ngầu chưa? Wow, xe tải cảnh sát này rất là ngầu luôn đấy các bạn ạ. Có cả xe máy luôn nhá. Đó, wow, đây có một chiếc xe tải hai tầng nữa các bạn. Đó, chở xe ô tô cảnh sát màu vàng rất là đẹp kìa các bạn ơi. Đó, có cả xe cảnh sát màu trắng luôn. Đây là xe ô tô cảnh sát màu vàng rất là đẹp đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe 9 chỗ màu trắng này các bạn ơi. Đó, xe cảnh sát luôn. Hay quá các bạn. Đó, ở trên này có một chiếc xe container chở xe cần cẩu móc rác các bạn ạ. Có hay chưa, hay chưa. Đây là xe cần cẩu móc rác đấy các bạn ạ. Quá là hay luôn. Wow, chiếc xe này xịn quá này các bạn ơi. Ui, ở trên này còn một chiếc xe container hoa hướng dương đang chở một chiếc xe xúc nặt đấy các bạn ơi. Hay chưa, hay chưa. Đó, đây là một chiếc xe xúc nặt này các bạn ơi. Chiếc xe này rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Đi làm việc thế nào, đi làm việc. Hay chưa, hay chưa các bạn ơi. Ngầu chưa, ngầu chưa. Wow, một chiếc xe container chở một chiếc xe cặp lúa này các bạn ơi, đúng không? Và một chiếc ô tô cứu hộ nha. Đây là một chiếc xe cứu hộ các bạn ạ. Đây là một chiếc xe cặp lúa nha. Xe này phục vụ cho nông nghiệp đấy các bạn ơi. Chiếc xe này rất là mới và đẹp luôn. Bây giờ mình chạy thử luôn. Chạy bánh đà các bạn. Wow, chiếc xe này rất là ngầu. Hay quá các bạn ạ. Hay quá. Wow. À, bây giờ giới thiệu với các bạn một chiếc xe container chở máy xúc cát này. Đó, một chiếc xe container chở máy xúc cát của Dobby ấy, múc nào. Wow. Đây có một chiếc xe container này con chở một chiếc xe lửa các bạn ạ. Đây là xe lửa chú bảy đấy các bạn ạ. Wow, xe lửa số 7 này rất đẹp đấy. Wow. Chạy bánh đà. Hay quá các bạn ơi. Nào, chúng ta còn rất là nhiều xe này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe tải 2 tầng này các bạn ạ. Chở một chiếc xe công nông kéo nước tưới cây này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe công nông kéo nước tưới cây rất là đẹp luôn. Đó, hay quá các bạn ạ. Đó, đây là một chiếc xe tải bên trong chở hai chiếc xe bít kìa. Ôi, xe tải này rất là đẹp đấy các bạn ơi. Đó, xe tải này có một bạn, hai bạn lái xe luôn. Đó, hay chưa. Một chiếc xe tải chở hai chiếc xe bít bên trong ấy các bạn ạ. Ôi, mình mở luôn thùng cho các bạn không xem tao. Ở bên trong có một chiếc xe bít màu vàng rất là đẹp này các bạn ơi. Ôi, chiếc xe bít này rất là xịn đấy các bạn ạ. Hay quá. Hay quá các bạn ạ. Đây có một chiếc xe bít màu xanh này các bạn. Wow, chiếc xe bít màu xanh này rất là đẹp đấy các bạn ơi. À, xe bít này rất là xịn luôn. Wow, một đường xe đồ chơi rất là đẹp. Ui, có một chiếc tàu siêu tốc độ chở một chiếc xe công nông kéo kéo cái bồn chở xăng dầu các bạn ạ. Đó. Ôi nó hay chưa. Wow, rất là ngầu. Đó. Đây có một chiếc xe tải 2 tầng chở hai chiếc xe cứu thương các bạn ạ, hai chiếc ô tô cứu thương. Và bên dưới còn chở hai chiếc ô tô cảnh sát các bạn nào. Wow, chiếc xe tải này đẹp quá, hai chiếc ô tô cảnh sát này. Ở trên là hai chiếc xe cứu thương này. Đây là chiếc xe cứu thương 911 đấy các bạn ạ. Wow, hai chiếc xe này đẹp nhá các bạn nhá. Mình chạy thử luôn. Ồ, hay quá các bạn ạ. Đó, rất là hay luôn, xe cứu thương 911. Wow, đây có một chiếc xe này là xe container này. Xe container chở xe kéo gỗ này các bạn ạ. Wow, chở xe kéo gỗ kết hợp với cả cái bồn chạy bê tông nước kia các bạn ơi. Hay chưa. Hay quá các bạn ạ. Đó, các bạn thấy cái bồn chữa bê tông không? Đó, hay quá đâu thì các bạn ơi, rất là hay luôn. Đấy, xe này kết hợp 3 trong 1 luôn và ủi được đất, chở được cả gỗ luôn các bạn ạ. Hay quá các bạn ạ, rất là ngầu luôn. Wow, bên này còn rất là nhiều xe các bạn ạ. Ui, một chiếc xe tải to và đẹp chưa, màu vàng này các bạn ơi. Chở một chiếc xe trộn bê tông này. Ui, xe đầu kéo container biến hình này. Oh, xe đầu kéo container cứu hỏa này. Ui, xịn quá các bạn ơi. Wow, chúng ta có một chiếc xe container chở xe tăng này các bạn ơi. Xe container quân đội chở xe tăng hết các bạn ạ. Chở cả xe máy nha, đó, ngầu chưa. Các bạn ơi, xe container quân đội này đẹp quá này các bạn ơi. Chở cả xe tăng luôn này, đó, xe máy này. Ui, xe tăng tiếp theo này. Wow, hay quá các bạn ơi, hay quá. Wow, chúng ta còn một chiếc xe container chở cả calo các bạn ơi. Ui, hay chưa. Một chiếc xe container chở calo đẹp quá các bạn ạ. Wow,
Ui, đây là calo cứu hỏa các bạn ạ. Và đây là xe tăng quân sự này. Và đây là calo này các bạn ơi, hay quá hay quá. Rồi bây giờ cùng mình chơi với những chiếc xe tải chở ô tô này các bạn ơi. Nhiều xe đẹp quá các bạn ơi. Đầu tiên là một chiếc xe tải này các bạn ơi. Đó. Hay quá các bạn ạ, hay quá hay quá. Đó, đây là một chiếc xe cứu hỏa này. Và đây là một chiếc xe cứu thương này. Đó, và đây là một chiếc xe tải chở rác các bạn ạ. Đó, hay chưa? Xe tải chở rác, xe mụi, đây là xe cứu hỏa. À, xe bồn chở xăng dầu các bạn ạ, đây là xe bồn chở xăng dầu. Đúng rồi, đây là một chiếc ô tô màu tím mini các bạn ạ. Đó, đó, đây là một chiếc xe tải đen ngộ nghĩnh à. Đây là một chiếc máy bay này các bạn ơi. Đó, máy bay trực thăng nha, rất là đẹp luôn. Chạy thử luôn, chạy bánh đà các bạn ạ. Đó, rất là hay luôn nha. Ui. Đó, tiếp tục đây có một chiếc xe tải đen nữa này các bạn ơi. Đó, xe tải đen nha, đây là một chiếc xe cứu hỏa 119. Và đây là một chiếc xe tải chở máy bay trực thăng đấy các bạn ơi, hay chưa? Đó, đây là một chiếc xe tải khủng long ba sừng dọn rác các bạn ơi, hay chưa hay chưa? Đó, xe tải khủng long ba sừng dọn rác nha. Đó, đây là một chiếc xe tải chở xe cứu hỏa 119 các bạn ạ. Xe container chở xe container. Wow. Hay chưa hay chưa? Xe container chở xe container 95 này các bạn ơi, nó trong chở ô tô đó này. Xe container chở ô tô cảnh sát này và ô tô con. Ôi xịn chưa? Đây là một chiếc xe tải chở ô xe cứu hỏa này. Wow, xe ô tô ngũ nghĩnh này, nó hay chưa? Đó, một chiếc xe tải chở xe bồn trộn bê tông nha, xe tải cảnh sát này, chở xe bồn trộn bê tông khủng long ấy. Cao, còn một chiếc ô tô cảnh sát rất là hay này các bạn ơi. Ui, chiếc xe này rất là đẹp nha. Hay quá các bạn ơi. Ui, có một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát và chở một chiếc xe nữa nữa các bạn ơi. Ơi, hay quá hay quá. Wow, một chiếc xe tải hai tầng này các bạn ơi, đó hay chưa? Chở ô tô mui trần này và chở một chiếc xe buýt này. Wow, một chiếc xe tải ngộ nghĩnh chở hai chiếc ô tô rất là đẹp luôn. Hay quá các bạn ạ. Rất là hay luôn, rất là hay luôn. Đó, mình rất là thích chiếc ô tô này và mình rất là thích chiếc ô tô này nữa. Đó, đây là một chiếc xe container nữa, đó chở hai chiếc xe container luôn đấy các bạn ạ. Hay chưa hay chưa? Đó. Các bạn ơi, xe container này chở hai chiếc ô tô con ấy và xe container nhỏ nhỏ này, xe container F1 các bạn ạ. Hay chưa? Xe container F1. Ui, trên này còn rất là nhiều đồ chơi mới này. Một chiếc xe container chở một chiếc tàu siêu tốc độ và tàu siêu tốc độ chở ô tô các bạn ơi. Đó, hay quá. Ở trên này còn rất là nhiều bộ đồ chơi mới. Wow, các bạn ơi. Ui, nhiều xe xịn quá các bạn ơi. Ui, toàn là ô tô siêu to khổng lồ và máy xúc cát này các bạn ơi. Wow. Rồi bây giờ mình sẽ chơi trò chơi chạy xe trên đường nha. Đó, bây giờ mình sẽ chơi chiếc xe đua số 1 thế giới này các bạn ơi. Xe đua số 1 thế giới này các bạn ơi. Nào, tiếp tục thôi. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát siêu to khổng lồ. Ui, chiếc xe ô tô cảnh sát màu đỏ rất là to luôn. Chạy rất là đã luôn này. Nè, rất là đã luôn đấy các bạn. Đó, hay chưa? Ô tô cảnh sát màu đỏ siêu to khổng lồ. Ui, chạy bò lắm các bạn ạ. Nào, tiếp tục một chiếc ô tô cảnh sát màu trắng siêu to khổng lồ, chạy bằng động cơ bánh đà các bạn ạ. Đó, động cơ đẩy tay luôn, chiếc xe đẩy tay màu trắng này các bạn ạ. Hay quá các bạn ơi. Đó, chạy bon chưa, bon chưa. Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn một chiếc xe đua số 1 này các bạn ơi. Chiếc xe ô tô đua số 1 thế giới đây đó. Chạy thử hay chưa, hay chưa. Wow, đó, xe đua số 1 thế giới chạy tí lắm. Đây là xe Muli cảnh sát. À, xe Muli cần cẩu múc cát các bạn ạ. Xe Muli cần cẩu múc cát nào, chạy thử màu đỏ nha. Ui, chạy bò lắm. Ở đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát chút được 8.000 tấn trên một gấu luôn. Xe này là to lắm các bạn ạ, to khổng lồ luôn. Động cơ Nào, bây giờ mình chơi tiếp thôi. Đây là một chiếc xe cần cẩu xúc cát màu vàng nha. Chiếc xe này bốn cái còi luôn, có bốn cái còi ấy các bạn ạ. Chiếc xe này chạy động cơ mạnh mẽ đấy các bạn ạ. Mình chạy thử luôn cho các bạn cùng xem luôn. Đó, chiếc xe này rất là đẹp luôn nha. Đó, chiếc xe cần cẩu múc cát đấy, to và đẹp quá các bạn ạ. Rồi, ok, múc thử có tay gạt luôn. Hay quá các bạn ơi. Nào, còn rất là nhiều xe. Một chiếc xe máy xúc cầu màu vàng này rất đẹp đấy các bạn ạ. Ui, có cả mắt lông mày nữa. Ui, chiếc xe này đẹp quá. Ơi các bạn ơi, chiếc xe cần cẩu xúc cát này xinh quá các bạn ạ. Ui, mình chạy thử luôn cho các bạn cùng xem luôn. Đó, hay chơi cái đời. Ui, à bây giờ mình chơi tiếp thôi. Đây có một chiếc xe này là xe cần cẩu múc cát kết hợp với cả xúc đạp, có cả gương này các bạn ạ. Ui, kết hợp với cả xúc đạp ra chiếc xe này to và đẹp quá các bạn ạ. Đó, hay lắm. Wow. Nào, đây có một chiếc xe bồn trộn bê tông khổng lồ
con ạ, đúng không? Đây là máy xúc cát rất là to và đẹp luôn. Nó muốn thử. Wow, ôi là xe cần cẩu xúc cát này rất là đẹp đấy các bạn ạ. Đó, chiếc xe này rất là mới và đẹp. Ôi có bạn này xe, ui, chiếc xe này xịn quá. Ui, có rất là nhiều xe xịn luôn. Đây là xe cần cẩu xúc cát chạy bằng pin, múc thử. Wow, hay quá các bạn ơi. Có cả bu lăng lái xe luôn. Chiếc xe này chạy bằng pin ấy các bạn ơi, mình bật lên cho bạn cùng xem luôn nào. Đó, ui, đèn sáng. Wow, chiếc xe này đẹp quá và xịn quá các bạn ơi, có đèn rất là sáng luôn, nhấp nháy. Có cả bu lăng lái xe các bạn nào, ui chiếc xe này xịn xò lắm các bạn ạ. Đó, bây giờ mình tắt đi nha. Đó, ở trên này còn rất là nhiều xe cần cẩu múc cát này. Ui, xe cần cẩu múc cát này rất là đẹp đó các bạn ạ, có hai cái còi luôn. Đó, chiếc xe này rất là đẹp luôn. Đây là xe cần cẩu múc cát cảnh sát này các bạn ơi, nó múc thử ra. Ui, hay quá các bạn ạ, có hai cái còi luôn. Chiếc xe này quá là đẹp mà rất là mới. Đây là một chiếc xe cần cẩu xúc cát. Ui, rất là nhiều xe cần cẩu xúc cát luôn đấy các bạn ơi. Xe cần cẩu xúc cát khủng long này. Xe cần cẩu xúc cát khủng long ba sừng đấy các bạn ơi, rất là đẹp luôn. Nó ngầu chưa, xe cần cẩu xúc cát cảnh sát. Múc thử. Wow, múc nào. Hay quá các bạn ơi. Ồ, đây là xe tải ben cảnh sát này các bạn ơi, xe tải ben Bolli này. Đó, xe tải ben Bolli rất là đẹp luôn này. Một bạn kết thúc video tại đây nha, hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye các bạn nha.